Ở đây là nó có cho thuê một chiếc xe đạp để mình đi đạp xung quanh vườn đồ chơi đấy. Được câu không? Câu thì được rồi, nhưng mà bây giờ mình đâu có được câu đâu mà câu. Ý là hỏi vậy đó, ví dụ mai mốt có dịp thì sắp được câu xuống. Cá lóc mồi gì chú? Cá lóc đó là mình phải thả một con vịt ở trên. Đằng đó ghé những con cá lồng gồng đó, rồi có con cá mẹ đó cũng như bảo vệ con cá lồng gồng đó, tắp cái giò con vịt. Rồi tắp giò con vịt là ngay miếng mồi lưỡi câu rồi đã dính rồi ta mới giật lên luôn.